Em xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đến với kênh đất Đắk Nông nha. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một mảnh đất là view hồ cực đẹp các bác nha. Trên mảnh đất này thì có gần 100 mét mặt đường nhựa, đường bượng lên xá các bác nha. Dân cư ở đây toàn ở san sát nhau, ở biệt thự xây rật quanh bờ hồ rất nhiều đây. Mảnh đất này là có một cái view là nở hậu rất nhiều các bạn. Đó, nở hậu các bạn. Đó, đất của mình là từ đây hết lên kia mặt đường kia của người ta, thì đem quay mặt đường cho bác coi. Đó, view hồ rất chi là rộng các bạn. Đó, có một gần 100 mét đường nhựa các bạn. Đấy, view hồ rất đẹp. Đây. Đấy, đất của mình là có một cái view hồ nữa rất chi là đẹp. Đó, ở dưới đây chắc có được khoảng cỡ gần 200 mét mặt hồ các bạn. Trên đất thì các bác chủ nhà đang trồng là bưởi, bưởi này, bưởi da xanh này, bơ 034 này và xoài các bạn. Đó. Trên mặt đất này thì nói chung là đất này nếu mà làm nghỉ dưỡng hơi đẹp đó. Trước mặt bên kia các bác à, đó, đấy trên quốc lộ đấy, là đấy trước lộ các bạn, đó là giáp cái vườn cà bên đó, cà tiêu chỗ đất sạch sạch đó. Trên mặt đường đấy là toàn biệt thự không, toàn là nhà biệt thự không, nhìn xuống hồ không bạn. Đó, và ở đây là có bác chủ nhà là được gần 100 mét mặt tiền này, mặt tiền nộ này, mặt tiền nhựa thôn xóm gì các bạn. Đó, và em cũng nói một cái giá bác nhà đang đưa ra là cho gần 1 hecta 7 đất này là có 1 hecta 6, tầm hecta 6 nhưng mà ngoài chắc phải hơn các bạn. Bác chủ nhà nói là 1 tỷ 7, 1 tỷ 7 là không thương lượng các bác nha, là bác chủ nhà nói rất cứng luôn. Đó, đất đây đường bác chủ nhà đã làm đường để đi xuống hồ rất chi đẹp đây, làm đi bài bản đây, một cái view thật là đẹp luôn các bạn. Nếu mà các bác mà quan tâm đến mảnh đất này thì hãy trực tiếp qua số điện thoại của em 0866 143839 các bác nha. Mặt hồ này của bác này là gần 200 mét các bạn, còn mặt tiền đường nhựa là được gần 100 mét, bác chủ nhà khoảng hơn 90 mét gì đó, 90 mét gì đổ lại 80-90 mét, bác nhiều em nhớ nữa. Đây, view rất đẹp, rất thích hợp cho các bác mà xây nhà nghỉ dưỡng biệt thự các thứ luôn. Đây, đây là từ đây này, từ cái này lên tới đường này. Đó, từ đây thẳng lên đường này. Là còn từ bên kia này, đây là tới chỗ hàng, tới chỗ bắp đấy, chỗ sắt cỏ đấy, chạy thẳng lên đường luôn bác nhá. Còn ở dưới đây một đoạn là nở hậu này, đó nở hậu ngay chỗ bụi tre bác này, đó nở qua kia khoảng được tầm 30-40 mét nữa các bạn. Đó, mảnh đất này thì thích hợp cho các bác nào mà muốn về Đắk Nông nghỉ dưỡng nha. Rồi em cũng nói luôn, trước mặt bên kia các bác à, đó là tỉnh lộ 6 đấy, đường đấy ra cầu 20 này, đó cũng quốc lộ 14 đấy, đường này cũng ra quốc lộ 14 khoảng cỡ tầm 4 km các bác nha. Thì bây giờ mình quay cho bác coi. Đất trên đấy rất bằng, và em cũng nói luôn chỗ này nên đất trên đây rất thể nên thổ cư được các bác nha, nên thổ cư được thoải mái. Đó, mặt tiền đó, các bác mà thấy cái hay thì hãy like cho em một hai và hãy đăng ký kênh cho em nhé. Bây giờ em quay mặt đường cho các bác nha, nên chặt bác đây này. Mặt đường mặt nhà đất rào hết bên